Hello, hello, Thánh Châu xem mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng Grack để đi cho anh em ơi. Đấy, thật sự là mình không muốn đâu, nhưng mà anh em trên kênh của mình gạ gẫm cho mình khá là nhiều. Có comment bảo mình chơi Grack nên full phép. Và để phục vụ nhu cầu của anh em, mình sẽ chơi luôn, rồi luôn. Cơn gió nào đưa Floor đi ngang qua đây vậy? Trời ơi, tụt quân đó. Rồi luôn, đã chết rồi anh em ơi. Thì bắt đầu mình tính đi cướp cơ, cướp ngay cái con bùa xanh của bạn cơ, nhưng mà ai ngờ Floor nó cắm đầu vào. Rồi, nhưng mà bây giờ thì bớ người ta có cướp. Ủa, mình là dân cướp mà ta. Rồi, mình sẽ trở thành một thằng lâm tạc anh em ạ, cướp trắng trợn. Có ngay con bùa xanh rồi, Arum thì đang cố gắng chống cơ, nhưng mà bụng bơ rồi. Đấy, chạy đâu cho trời tắt nắng đây. Thì thật sự mà nói thì Ingit chỉ biết cắn răng cắn cỏ mà chịu đựng khi mà tem mình lấy đi cái bùa thôi. Rồi luôn, hack não này, trời ơi. Đen thôi đỏ quên đi. Nói chung là cũng có ý tưởng đấy, nhưng mà không được may mắn cho lắm. Rồi bây giờ mình sẽ trở về khu rừng yêu dấu của mình, nơi ký ức đồng đầy nó ùa về để farm quái nha anh em. Đó, thì phục vụ nhu cầu của anh em, có một bạn, thực ra mà có bạn cái gì Lò Văn Thoại ấy, comment trên kênh của mình khá là nhiều rồi, 2-3 cái clip rồi, bảo mình chơi full phép thì mình sẽ chơi luôn và ngay nha anh em. Thì thật sự là làm clip nó hơi bị vất vả, thật sự là một trận đó tìm không được đâu, 10 trận nó mới cho vác Grack đi rừng. Vì thế là anh em sẽ ủng anh em mình hy vọng là anh em ủng hộ mình nhá. Anh em để vài giây thôi. Đấy, like, chia sẻ, comment những cái ký hiệu bất kỳ bên dưới để cái tăng độ tương tác trên kênh của mình nhá. Không biết là comment gì thì comment dấu chấm. Đấy, hay là comment cái gì để mình rep like. Đó, thể hiện tình yêu thương. Rồi, Floor đang tung hoa bắt bướm, đang trêu đùa với Slim. Nhưng mà bạn có biết mình là ai không? Chạy đi đâu? Múa đi. Múa đi, sao lại không múa mà lại quỳ gối trước gọi là cái bụng bự của ông Grack này vậy? Đó. Nhục quá đi thôi. Rồi ơi. Thì thôi, đó khịa tí thôi, đỡ cay anh em ạ. Bây giờ mình sẽ phải ăn con rơi đã. Còn ui rồi ông Slim ơi, sao xuống đây làm cái gì? Thấy sôi động là bắt đầu bùa đấy bùa đẻ anh em ạ. Rồi. Ingit ơi, mình đố bạn ăn được bùa đấy. Trời ơi, bùa này là bùa của mình nhá. Đó, mình là ai? Mình là một thằng khắm nọ, cho là mình sẽ phải cướp sạch sành xanh. Mình sẽ phải trêu đùa anh em ạ. Rồi Ingit nó đang thù mình lắm rồi đấy, đang muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi đấy. Nhưng mà nuốt mình đâu có dễ. Mình là nặng đến độ tầm 100 kg là ít ấy. Đó, rồi luôn Ingit ơi. À quên Lindit ơi, cho mình xin bùa của mình nhá, bùa của mình. Thôi nào, bùa của mình rồi luôn. Này thì trời ơi, tí nữa xích được. Pha đấy mà xích được là chắc là có mạng luôn đấy. Rồi Arum này, mình sẽ không thay đổi tư duy nhá. Nào mình sẽ tiếp tục lôi này. Lôi này, ai đây? Chắc chắn là Ingit rồi. Trẻ không chơi già đổ đốn nào. Arum, Arum này 2-3 mạng rồi anh em ạ. Nó cứ gọi là thơm ngon bồ đẻ mút chùn chụt mà tôi. Arum, Floor thì đang tung tăng như một con sâu vậy. Đang tung hoa bắt bướm. Rồi luôn, múa rất là hay. Nhưng mà rất là đen cho bạn ấy, bởi vì Vodka đã quay tay thành công anh em ạ. Thật sự mà nói, từ đầu game đến giờ rồi mới có 3 phút thôi, mình đã ăn được 3 mạng rồi anh em ạ. Mà anh em biết rồi đấy, tí nữa mình vun phép thì mình kéo nó phát nào ra phát đấy anh em ạ. Thôi nào Slim ơi, trời ơi ông thấy sôi động quá hay sao mà ông xuống tận đây. Đấy, ông để Morgana cô đơn một mình như thế kia à. Về đi, về nhà đi con. Đã xem phim đấy chưa, về đi, về đi. Đấy, mọi chuyện cứ để mình lo. Bây giờ mình sẽ farm thôi nha anh em. Đấy, bạn cần bùa xanh mình sẽ cho. Ui, in Lindit kìa, đói ăn vụng túng làm liều. Trời ơi, trời đánh tránh miếng ăn. Sao ông Slim lại ra cản phá thế kia? Ủa, mình cũng ra mà ta. Thôi thì xích tạm vậy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho trời nó tắt nắng đây. Chạy vào nồi nhé bạn ơi. Trời ơi, Ingit đã phải từ bỏ cuộc chơi rồi, nằm phưỡn ra rồi. Nằm mà nhìn về một nơi xa xăm, nơi không có khói bụi thành phố, nơi không có những cái thằng khắm lọ như mình. Cuộc sống sao nó êm đẹp vô cùng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng Morgana ăn con Grack nhá. À quên. Ôi lộn, ăn con rồng nhá. Rồi luôn. Đây rồi, hàng đây chứ hàng đâu. Đó, kiểu gì mà không có mạng. Kéo này, một đôi một dặm. Nó đơn giản thế thôi. Trời ơi. Đấy anh em ạ. Đừng bao giờ đó ngổn ngang mà biến về trước mặt của Grack. Nó nôi một cái là thôi, chỉ có làm sấp và so thôi. Nằm gọi là ăn sung mặc sướng, ăn xương mặc súng. Rồi siêu việt cho rát rồi. Team mình đang khi điểm liên tục anh em ạ. Không hiểu kiểu gì đó, lập công liên tục. Nhưng mà mình cần một cái sự gì đó đánh chậm lại. Đấy, để cho mình đi tung hoành một tí. Mình đi chôn một tí, cho lâu lâu một xíu anh em ạ. Thì đây cũng là một clip mình kỷ niệm 960.000 subscribe.
thì mình cũng cảm ơn anh em đó đã luôn đồng hành cùng mình, theo dõi mình và ủng hộ mình thì mới có được cái kênh 960.000 subscribe như ngày hôm nay. Thật ra không phải chỉ một mình anh em ạ, mà là sự đóng góp của toàn thể anh em nữa. Đó, mình cũng rất là biết ơn anh em, mình cũng chả biết nói gì, mình chân thành cảm ơn anh em. Rồi bây giờ thì ôi đó, như vậy là Maganda đang đánh nhau solo kỹ năng với lại Ingit, nhưng mà Ingit do già quá đó cho nên là chân yếu tay mềm, không để kháng cự này được cái thằng độc tố Morgan. Bên đây thì đang gọi là đôi co đó, Rat đã đạp trúng mặt và tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, gấp ngay được ông Van anh em ạ. Van ngỡ ngàng bay ra một cái nhưng mà tự nhiên không hiểu vì sao mà chết. Đấy, theo cái quán tính của AD khi mà thấy Rat nó sắp hết máu ấy thì nó chạy thẳng ra nha anh em. Mà chạy thẳng mà nó không biết một cái sự bất ngờ khi mà mình đang đi từ trong cái bụi ra, mình lôi một cái cho nên là nó sẽ phải chết. Đấy, đó cũng là một cái mẹo anh em ơi. Còn ở dưới đây thì Flo đó đang ngây thơ như một đứa trẻ, không biết là bạn ta có biết đó Grack bụng bự, Grack mình béo đang chạy xuống đây không? Niềm tin đã mất, giọt nước mắt quân có anh chìm sâu, tìm về đi đâu khi Flo cũng bị ăn đuổi. Ủa nhưng mà ba thằng đuổi mà không được anh em ạ. Thôi chuyển mục tiêu đi. Đấy, ăn tạm con Azum này. Úi giời ơi, chạy này. Ui, trời ơi, cài ắt không được anh em ạ. Mấy ông này tham quá. Đấy, lưỡi mấy ông dài đến cặp quẩn, không nhường cho tôi ăn mạng. Mặc dù là mình cũng nặng mông lắm đấy. Đó, cũng gọi là bụng bự nặng mông, nhưng mà mình vẫn thích ăn mạng để tăng cái sức đề kháng. Đấy, để có thể chôn tiếp rồi luôn. Đấy, vừa nói khỏi mồm xích ngay được anh Luyên Đít. Chị Luyên Đít anh mà ngỡ ngàng không hiểu kiểu gì. Thật ra mình không muốn đâu, nhưng mà đây là sự cố bất đắc dĩ thôi. Cũng như mình làm clip thôi, cho nên là bạn nào bị mình xích trong cái trận đấu này thì cũng thông cảm. Rồi, Flo đang múa. Trời ơi, mình đã nôi được, may mình đã khống chế được Ingit anh em ạ, không là nó quẩy. Ui, trời ơi, mình cảm giác như kiểu đang đem rồi đấy. Từ nãy giờ lôi toàn thiếu đam thôi, thiếu một xíu thì siêu có mạng rồi. Không sao, bỏ đi. Rồi, bây giờ double kill cho Slim rồi. Bây giờ mình sẽ đi cùng Morgana. Ủa mà Morgana nó mới thay đổi kỹ năng đấy. Giờ nó không không được búp máu nữa, cho là đi với thanh niên này có vẻ hơi run. Rồi thôi, đấy, tránh xa cuộc đời tôi ra nhá. Bây giờ mình một mình thôi, một mình đi chinh chiến thôi. Đấy, núp ở đây này, chờ đợi thời cơ chín mùi. Mình sẽ ra mình lôi như cái pha này đây. Đấy, Thúy Kiều hay Thúy Vân đây. À không, đây là anh Van Lợn đến. Tôi nhìn nhầm. Anh Van Lợn thì lại tiếp tục gọi là đó, lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân với cái nải chuối xanh rồi. Rất là buồn cho anh Van. Đấy, đi đến đâu là bị ăn xích đến đấy. Còn đây là ai? Trời ơi, nồi ngay về trụ anh em ạ. Không biết là trụ nó có gắn nâm châm hay không. Chắc chắn là gắn rồi, bởi vì phải gắn nâm châm. Đó, cũng như cái vũ khí của mình nó làm từ sắt, mà nam châm mà không hút sắt thì nó hút cái gì? Nó hút mỡ à? Mình không cố ý khi ở Grack đâu nha. Nhưng mà đây, mình sẽ có mạng đây rồi. Trời ơi, một giam. Trời ơi, không được luôn. Tít là tít quá đi tôi. Đó, ông Morgana về đi. Ông Morgana về. Về với chuồng của ông đi. Đó, mình sẽ lôi này. Ui, xịt kìa. Xà tận chân trời gần ngay trước mắt mà không kéo được kìa. Rồi Arum thì đang gọi là túm tóc tạt tai tát tới tấp, nhưng mà thôi xong đổi toang rồi. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách thôi. Ế, không giết được mình. Đúng là cuộc đời gặp lắm éo le. Nhân sâm thì ít mà vỏ quý thì nhiều. Úi dậy ôi, bị lừa rồi nha. Ủa sao chạy chết vậy ta? Thì cái pha đấy mình giả bộ chết đấy anh em ạ. Một pha gọi là giả bộ chết đến từ mình. Thì mình cũng thấy Flo rất là lỗ lực. Mà trong khi đó thì mình chơi mắm dố quá. Đấy, giết 3 mạng và hỗ trợ 14 mạng. Thôi thì mình cũng phải cho Flo mạng. Đấy, chứ không lại bạn lại bỏ game mà lại mất đi một nhân tài múa Flo. Nó không đáng anh em ạ. Thôi nói vui tí thôi anh em ơi. Chứ chết mà chết nằm sấp mặt ra rồi, chứ ngồi đấy mà văn vở. Rồi luôn. Ok, thì anh em cũng biết rồi đấy. Thì cái hiện tại bây giờ mình cũng lên được khá là nhiều món trang bị phép rồi. Mà hiện tại thì team mình thì đang mải mê đánh nhau. Mình sẽ lên mình hút thôi. Đấy, hút một cái này. Ui, cũng được 1k3 đan phép rồi. Rồi luôn, thỏ Slim chết rồi. Anh em từ từ thôi. Đấy, đi đâu mà vội mà vàng thế nhỉ? Mà vấp về đá mà quàng phải dây đó. Anh em đợi mình cái. Mình lên một cái, mình sờ mông, sờ má một cái thôi là anh em team bên kia chỉ có sung qua nhà bà sướng. Rồi luôn, vừa nói khỏi mồm Rat nó lên đây rồi, và cả ông Van Lợn Ỉn đây nữa. Thôi bây giờ mình sẽ ăn cái con bùa xanh nhá, không biết là có ai góp mặt không đây. Đấy,
Van ơi, trời ơi Van ơi, Van à, Van ăn cứt gà, Van nằm sấp mặt ra chạy đi đâu đây? Cho trời tắt nắng chạy vào nồi nhé bạn ơi. Đấy, khi mà mình đã trao trọn tình yêu cho bạn rồi thì cái xích của mình nó không tha cho bạn đâu. Như cái pha này này, đó tính toán này, tính toán này, đó đi ra đây, ui trời ơi đúng là. Đấy, tính toán nó chỉ là tạm thời thôi, thực hành nó mới là quan trọng. Cho nên là anh em có những cái dự định gì, anh em thích cái gì là anh em làm đi, chứ đừng để nước đến chân nó mới nhảy nhá, là không được đâu. Đó, đấy, thích cái gì là anh em làm. Đấy, ok, rồi rát kìa. Đấy, biết ngay mà, nước đến chân không nhảy được đâu. Nằm xoãi xoẹ ra rồi, nhưng mà cũng rất là may bởi vì rát bị trụ bắn anh em ạ. Đó, rồi dưới đây Flo thì đang ngây thơ như một đứa trẻ, không biết có một cái vật thể gì đó to lù lù như cái xe lù đang lao lên. Rồi, né rất là hay, rất ban căng, đang tung hoa bắt bướm. Rồi, nhưng mà bạn ơi, ăn xích này, một dặm, trời ơi cay, ôi giời ơi, đó, ui rồi ơi, không hiểu kiểu gì luôn, mình làm như thế rồi mà ông Slim ông vẫn cài ép được. Là tôi cũng đến là cạn lời với ông luôn, rồi luôn, như vậy là vodka đói vào chúc rượu say xỉn trong trụ và cuối cùng là chết rồi. Dưới đây thì Azum đang lắc lú, tôi không hiểu cái gì anh em ạ. Nó né hay quá. Thôi anh em đi chung đi, đi chung với ông Morgana này. Đấy, đây rồi, kiểu gì mà không có mạng đây. Một lôi, trời ơi, lôi ngay phải lin đít đây anh em ạ. Lin bị dính đít và cuối cùng đã chết rồi. Đó, support có tâm nhất thệ mặt trời. Đó, không đứng ra để cho mình kéo mà cuối cùng để cho AD nó kéo. Bị để cho AD nó bị ăn lôi. Không hiểu kiểu gì mà ông support này giống y hệt mình đấy. Một like một share cho ông support nha. Thì nếu các bạn nào thấy support bên kia hay thì nhớ cho trưởng xin một like, một chia sẻ nha và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nếu anh em mà thấy Aru bên kia hay rồi luôn, nồi này, nồi ngay phải tường anh em ạ. Nó không biết ông nào xây tường dày quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhẩn nhơ anh em ạ, lồi bừa đi. Chúng ai thì người đấy đen đủi. Chúng ai thì người đấy xấu số. Đó, không có ai cả anh em ạ. Tem mình đã dồn lên đến tận cái trụ này rồi. Dự ạ, ở đây, đây hàng đây. Thôi đổi mục tiêu, Arum này, Arum, Arum. Chạy đi đâu cho trời nó tắt nắng đây. Chạy về tế đàn chứ còn gì nữa. 37 giây sau thì bạn sẽ xuất hiện trên bản đồ. Khổ nắm cơ. Chết tại tại ai. Ok bây giờ này. Đó hút này. Ui ui anh em đâu, trời ơi. Nhắm mắt xuôi tay gạo say nó ra cứt rồi. Đó đánh nhau gọi là mấy tiếng đồng hồ mà không có ai. Team mình gọi là bỏ tôi rồi. Đó chết ở một nơi đất khách quê người. Tít trên trụ kia thì ai tưởng nhớ, ai nhớ về. Rồi Flo nó đang tung hoa bắt bướm, nó đang bắt được rất là nhiều con bướm ở đây. Rồi xiên xiên xiên. Rồi team mình chết hết rồi, còn mỗi Rat và Slim nữa thôi. Slim bên kia thì đang phê đá đu đủ, đang ăn con rồng. Đấy, giờ phút này đối ông còn rồng rắn với bướm cái gì. Ồ nắm cơ rồi, Rat nào vào. Và đã bị hai thanh niên mổ heo mổ lợn, mổ ngay trong cái bụi rồi. Đó, nói chung mà bây giờ tầm cỡ này anh em đi chung đi, chưa bây giờ để lâu cứ trâu quá bùn là cũng không được đâu. 13 phút đồng hồ rồi. Đấy, cố lên. Cố lên cho con nó bự nào. Thật sự là anh em cũng thông cảm với lại cái độ cân nặng của anh chàng Greg này. Thật sự là ngày xưa cũng đẹp dai lắm, cũng hot boy bán thịt lợn đấy. Nhưng mà do dòng đời đưa đẩy cho nên là anh này anh ăn nhiều quá chứ là nó mới ra cái nông nỗi như thế này nhá. Đấy, mặc dù là cũng sang thái thẩm mỹ cũng khá là nhiều ấy, nhưng mà nó vẫn là cái hình hài hình thù nó như thế này. Mong các bạn thông cảm. Ôi trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ ăn tà thần với lại ông Slim này. Thật sự là cũng mỏi hết cá mồm rồi. Vừa chơi vừa đau bụng. Những cái phát kéo nó mù mắt gaming cũng như pro player. Đấy, nó rất là phê luôn. Chúng ta cũng hơi đau bụng rồi. Đấy thì vì hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ với những cái series giải trí như thế này. Đó, thì ok rồi. Arum kìa, bị ăn xích rồi, choáng rất là lâu luôn. Arum đang cố gắng nết cái mông nhưng mà không thể nết được bởi vì sức sốc sát thương của ba thành viên team mình quá bá. Đó, liên tục có những pha kéo chuẩn. Trời ơi, biết ngay mà. Đó, Flo ơi, Flo ơi. Đó, Flo áo đỏ chứng tỏ gì gì đó ơi. Đứng đấy mà múa, dậy múa đi. Sao lại không múa vậy? Rồi này, kéo này, kéo này. Ui xịt đã. Đây, 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 lão già Ingrid này. Trẻ không chơi già đổ đốn à. Này, một dặm này, một chừng trị vào người.
chết vì cái tê tái là một cái gọi là chết vì trừng trị, là một cái chết tê tái các bạn. Nói chung là không gì ngửi được. Và có lẽ là clip nó sẽ kết thúc tại đây thôi. Thì không hiểu kiểu gì mà lại win được. Đó. Thì anh em thấy hay nhớ ủng hộ Trường một like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh của mình nhá. Đó anh em chạm nhẹ luôn đăng ký thôi là nhớ nhau cả đời rồi. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn. Tôi yêu tất cả các bạn. Rồi ôi, phê vãi nồi.